Hello nha Nam. Nam Phép mới mới cán vô cái sân, anh em nhìn thấy sạch sẽ rộng rãi không anh em? Ok ha. Rất là sáng sủa so với mấy hôm trước, lộ bể rồi ổ gà đá mạc tùm lum ở đây. Hôm nay Phép lên cái video để Phép muốn anh em sở hữu một cái chiếc SH300i ha, đời 2015 đó, xe đẹp, ABS hai thắng luôn anh em. Giờ ABS là có cái dòng mắt chỗ này nè ha, hai thắng ha, với một cái giá là tốt không thể tưởng nè. Chìa khóa hai chìa ha, gương hậu đầy đủ, sổ bảo hành bảo hiểm thì còn đầy đủ hết luôn đó anh em. Giờ rất là mới, bữa nay Phép giảm giá sập sàn luôn, bắn chủ yếu là cho vui luôn đó chứ coi vậy là như là đủ luôn rồi nha anh chị em. Rồi giá ra đi là 130 triệu nha Nam, cho một con SH 300i mới toanh, để anh em có điều kiện sở hữu cái xe phân khối lớn ha, xe tay ga phân khối lớn đây, ABS ha, ABS đàng hoàng em ha. Cái này thì mình đổ máy là nó sẽ tắt nha Nam. Đợi Phép xíu nha Nam. Với 300i mà cái máy nổ anh em nghe đấy ha, rất là êm nhẹ, 130 triệu thôi. Xe này đặc biệt cái là giấy phố nữa nha anh em, giấy thành phố ịt giá của em, bởi vì anh em có xăng tên xăng tuổi gì đó, anh em ở thành phố thành thị gì đó mua thì xăng tên xăng tuổi đóng thuế rất là nhẹ, chỉ có 1% thôi đấy. Đó, anh em dòm thấy không, rất là mới nha em, bao giá luôn, bao giá thị trường, bao giá toàn quốc, không có đâu rẻ như đây đâu anh em, cứ tự do tự nhiên mà đi tìm hiểu nha anh em ha. Giá quá tốt không, máy rất là nhẹ, 300 mi. Anh em thầy thợ hoặc là em cửa hàng mua là vẫn có sống luôn nha, vẫn có sống luôn, cho anh em xài, anh em mua bán luôn, bao đổi trả, bao quay đầu ha, 10%. Rất là đẹp nha anh em, tại rất là nhiều anh em yêu cầu Phép lên video, nhưng mà do cái tấm gài không có thời gian, với để trong góc nhà nè, nhiều xe quá là dắt ra không được. Hôm nay thì nó sẵn nó ở đây thì nó lùi ra làm luôn đó. Máy anh em nha, đúng rồi, bao nhẹ luôn, máy rất là chuẩn nha nè. Nói chung là tại vì xe còn rất là mới, thành ra không có gì phải lăn tăn máy móc hết đó. Đối với anh em thành thị thì xe này anh em đóng thuế rất là nhẹ,
1%, tại vì bản thân đó là đã giấy phố anh em, em đúng thế không nhỉ. Còn với huyện anh em lên thành thị anh em đóng tới 5%, mà đối với những dòng xe nhập này thì rất là nặng tiền, mấy triệu bạc. Nhưng mà xe này thì không có nhiêu tiền hết á, nó nằm ở thành phố Rạch Giá của Kiên Giang em, thấy không, máy móc bao chuẩn ha, đang nổ đó. Này là cái cơ hội quá tốt để anh em công cái chi cái H3 cho mình đi cho biết cho người ta chứ anh em. Chứ giờ anh em cầm cái phân khối cứ 150 anh em đi hoài thì đâu có đã, đâu có phê. Cái gì mình cũng phải xài qua cho nó biết. Cuộc sống mà anh em cứ chơi đi khi đời cho phép anh em. Để em ơi, chơi hết nổi sao chơi. À, tới chừng đợi đủ tiền lúc đó thì già chân trống sao nổi. Đối với cái dòng này thì nó nặng thì thôi luôn, đã thắc ý nó đã nặng rồi mà ông này tới 300 y thì anh em hiểu rồi đó ha, rất là chuẩn, rất là ok đó. Rồi để phép mở cho anh em coi cái thẻ này nào, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá nè, đại 25 mà anh em giờ mà đăng ký lần đầu tháng 10 2015 rồi đó. Còn trên này thì chủ mới thôi, chủ thứ hai đây, dưới này chủ đầu nè. Anh em coi giấy xe cũng vậy nè, anh em biết cái đáp của nó anh em coi dưới này nè ha, cơ bản thôi, cơ bản là dưới này nè. À, tháng 3 à, ngày 3 tháng 10 2015 đầy đủ hết. À, hai chìa khóa ha. À, một chìa xe cua đây, hai gương hậu, sổ bảo hành, sổ hướng dẫn sử dụng gì đấy. Nói chung ra là xe rin đầy đủ á. Bây giờ mút dùm dây nghe nè. Em giờ còn đầy đủ cái quy chuẩn cho một chiếc H300i. Cho anh em đam mê khối lớn cho tay ga. Anh ý đàng hoàng ha. Xe này thì nhập ý hoàn toàn nha anh em. Rồi ok, anh em nào cần thì gọi trực tiếp cho phép hoặc trường nha. Phép quan ơi anh em đã xem video. Xin chào anh em.